con cáo và chuồng nho. Một buổi chiều nọ, có một chú cáo đang dạo bước trong rừng và chú phát hiện ra một chùm nho treo lơ lửng trên cành cây cao. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Thứ này sẽ làm dịu cơn khát của mình đây, chú nghĩ. Lùi lại vài bước, chú cáo phóng người lên nhưng không hái được chùm nho nào mà chỉ tới lá nho mà thôi. Một lần nữa chú lại lùi lại và vài bước và cố gắng để hái được chùm nho nhưng vẫn thất bại. Cáo ta tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể với tới được chùm nho. Cuối cùng bỏ cuộc, chú cáo hếch mũi lên và nói: dù gì thì cũng chỉ là những trái nho chua mà thôi, rồi cứ thế bỏ đi. Bài học thật dễ dàng để coi thường những gì bạn không thể có được. Một số người khi không có được thứ gì đó liền nói cái thứ đó không ra gì cả. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn, không thể có được, nhưng đành lấy cớ tự dối lòng mình để tự biện minh. Câu chuyện ai mới là kẻ ngu. Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do, thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ hai đồng xu và cho cậu kia chọn, và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp? Thầy nhìn lại, đồng 5 rúp to hơn mà. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại: chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn. Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa, cậu bé trả lời. Bài học chắc chắn khi đọc đến đây, bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ nghệch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn, bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ. Chuyện cực ngắn về đồng xu khiến bạn xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện. Câu chuyện người tiều phu và học giả. Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo nếu mình thua sẽ mất cho tiểu phu 10 đồng, ngược lại tiểu phu sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiểu phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiểu phu ra câu đố: vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân. Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiểu phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi tiểu phu câu trả lời là gì. Tôi cũng không biết. Tiểu phu đưa cho học giả 5 đồng và nói thêm: thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Bài học trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình và vì quá tự cao. Nếu vậy ở đời, người sợ kẻ thông minh,
hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh, và hãy làm một người khiêm tốn, đáng được tôn trọng. Chuyện cực ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Câu chuyện miếng bánh mì cháy. Khi tôi mới lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà xong một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài nát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà là cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những nát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi vì ông vì đã làm bánh mì cháy. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một đát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy. Rồi ông nói tiếp: con biết đó, cuộc đời đầy dẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Bài học trong cuộc sống: bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác, cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Chuyện cực ngắn miếng bánh mì cháy là bài học về sự cảm thông giữa con người với con người. Chuyện bệnh nải nhải. Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên nải nhải không ngừng: chậm thôi, cẩn thận, lửa lớn quá, mau lên lật cá đi, ôi cho nhiều dầu quá. Chị vợ nói: em biết phải nấu nướng thế nào mà. Anh chồng: em đương nhiên là biết bà xã. Anh bình tĩnh nói tiếp: anh chỉ là muốn em biết khi anh lái xe em ở bên nải nhải không ngừng và em sẽ hiểu cảm giác của anh thế nào thôi. Bài học: học cách thông cảm cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Bởi khi bạn là họ, bạn mới hiểu tất cả những hành động của họ ở mọi góc độ. Đừng vội phán xét và kết luận sự việc khi chưa rõ mọi vấn đề. Thấu hiểu người khác thay vì phàn nàn họ là bài học rút ra từ chuyện cực ngắn này. Bài học thành bại từ hươu qua cổ. Mỗi một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng. Như vậy, hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên.
cho đến khi thực sự đứng được, Hiếu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để Hiếu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Bài học chuyện cực ngắn về chú Hiếu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ nhỏ của Hiếu mẹ. Điều này nghe có vẻ hơi lạ với chúng ta nhưng lại thực sự cần thiết cho Hiếu con, bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ lản trí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Câu chuyện nhân duyên vợ chồng. Năm đó, đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê, một người con gái bước đến hỏi: anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng nghĩ thầm: sao không, lỡ nhầm rồi thì nhầm cho chót luôn. Thế nào vội vàng đáp: đúng vậy, mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái nói: em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Bài học: khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ phải gồng mình trước những khó khăn của cuộc sống. Những mệt mỏi no toan luôn khiến chúng ta đôi lần quên đi những giá trị nhỏ nhoi. Hy vọng mỗi câu chuyện trên sẽ giúp các bạn có được những bài học giá trị.